bạn có thể warm up một chút xíu đúng không? À, thì đây sẽ là những cái câu hỏi mà các bạn có thể có trong cái phần 1 của cái kỳ thi lấy chứng chỉ bậc 3 thôi các bạn ha. Này. Đợi cô xíu ha, cô zoom nó ra một chút xíu rồi các bạn có thể nhìn nó rõ hơn. Ok. Đó, như các bạn thấy trên màn hình thì đó, cái đó sẽ là cái phần 1 của mình. Trong phần 1 thì giám khảo sẽ hỏi các bạn một số câu hỏi và mỗi bạn thì sẽ được hỏi những cái câu hỏi riêng thôi các bạn ha. Mặc dù là mình thi theo cặp nhưng mà mỗi bạn sẽ được hỏi một số những cái câu khác nhau. Cũng có thể là cũng có câu thì nó trùng nhau nhưng mà rất ít thôi các bạn nha. Rồi cái giai đoạn 1 thường là cái giai đoạn làm quen thì giám khảo sẽ vào gì các bạn? Chào các bạn và sau đó thì hỏi một số những cái câu đơn giản như là what's your name, how old are you, where do you live hoặc là who do you live with ha, những cái câu như vậy thôi. Và sau đó thì sau khi mà các bạn đã trả lời xong những cái câu hỏi cơ bản này thì giám khảo bắt đầu trả lời qua cái bắt đầu hỏi qua cái giai đoạn thứ hai. Như mình thấy thì nó sẽ có một số những cái câu như là what are you going to do next weekend, rồi tức là gì các bạn, what are you going to do next weekend, tuần tới các bạn định làm cái gì đúng không. Như vậy thì khi mà mình nói về một cái dự định của mình, nếu mà mình chắc chắn về cái dự định của mình thì mình nói sao các bạn? À, nếu mà các bạn đã chắc chắn về cái dự định của mình rồi thì các bạn có thể sử dụng cái cấu trúc sau nha. Cô sẽ đánh ở trong cái phần tin nhắn nha, các bạn có thể coi. Thứ nhất là nếu mà các bạn chắc chắn rồi ha. Thì nó sẽ có ba cấu trúc mà các bạn có thể sử dụng để nói về một cái plan, một cái kế hoạch ở trong tương lai của các bạn. Ví dụ các bạn nói là planning to go clubbing with my friends chẳng hạn, hoặc là I'm going to cuối tuần làm gì các bạn, to go to the cinema chẳng hạn, hoặc là I'm going out to my friends gì đó ha, hoặc là I wish my girlfriends cũng được thôi các bạn ha. Thì đó là ba cái cấu trúc, một là I'm planning to hoặc là I'm going to, thì hai cấu trúc này nó kết hợp với động từ nguyên mẫu nha. Và sau đó thì các bạn cũng có thể sử dụng thì hiện tại tiếp diễn nha, để mình diễn tả một cái kế hoạch ở trong tương lai. Rồi nếu mà các bạn ít chắc chắn hơn thì các bạn có thể dùng cái cấu trúc là thinking of nha. Nhưng mà sau thinking of thì các bạn sẽ kết hợp nó với verb in dùm cho cô. Nhưng mình ít chắc chắn hơn thì mình dùng cấu trúc cái gì các bạn? I'm thinking of, em đang nghĩ về cái việc gì đó chẳng hạn. Còn khi mà các bạn đã có một cái kế hoạch rõ ràng rồi thì các bạn sẽ kết hợp với lại là cô xin lỗi, các bạn sẽ sử dụng ở những cái cụm từ giống như hồi nãy cô vừa đề cập đó ha. Đó. Là mình có thể sử dụng cái cấu trúc này để mình khi mà mình ít chắc chắn hơn ha. Where do you like to go with your friends and why? Cái câu trả lời của mình nó phải là sao các bạn? Where do you like to go with your friends and why? Các bạn thích đi đâu chơi với lại bạn bè của mình và tại sao? Trả lời câu hỏi thì nói làm sao? I love going đi đâu đó em? To the park. I love going to the park with my best friend chẳng hạn ha. Hoặc là we love spending time at a coffee shop. Right. Tại sao ha? Tại vì
Rồi các bạn. You can chat with your friend while you listen to music and enjoy a wonderful sip of coffee, right? Hoặc là cup of coffee. Bạn tốt nhất của tôi, bạn thân nhất của tôi chẳng hạn, bởi vì chúng tôi có thể làm gì đó, ví dụ các bạn có thể nói là có thể chat hoặc là có thể gì spend quality time together hoặc là spend time watching a movie hay là gì đó ha. Thì lúc mà đi cà phê thì các bạn thích làm gì, các bạn thêm cái cụm từ vào để chỉ có hoạt động của mình vào thôi ha. What do you usually do on your journey to school every day? À, các bạn thường làm cái gì trong suốt cái hành trình mà các bạn đi đến trường mỗi ngày? Ví dụ các bạn nói mình làm gì? Ví dụ như là mình đọc sách, mình nghe nhạc ha. Tại vì sao? Nó giúp cho em cảm thấy thoải mái hơn trước khi đến trường chẳng hạn. Hoặc là em thường nghe tin tức trên đường đi đến trường. Vì nó giúp em làm gì? Keep up với những cái current news chẳng hạn. Hoặc là current issues các bạn ha. Đó, vậy thôi. Thì cái đó dùng thì hiện tại đơn thôi thì nó dễ cho nên là cô bỏ qua nó luôn nha. What is your favorite meal of the day? Rồi theo các bạn thì cái bữa ăn nào là cái bữa ăn yêu thích nhất trong ngày của các bạn và tại sao ha? Ví dụ là mình nói sao các bạn? Well, ấy em thích bữa nào? Có thể trả lời cũng được. Dinner. Well, dinner in my if you ask me chẳng hạn, hoặc là in my opinion. If you ask me, đây là một cái cụm từ dùng để ấy thôi các bạn ha, dùng để đưa ra cái ý kiến của mình thôi, giống như là in my opinions hoặc là I think vậy á. Thì mình có thể sử dụng là if you ask me, dinner is my favorite meals of the day, because có thể because ha. It's the time our family can get together. And because it's the time our because the time our family can get together and spend time talking hoặc là chatting hoặc là gì đó hơn các bạn ha. Đó thì mình có thể nói thêm vào hoặc là vì ví dụ như là vì buổi tối đó thì thường là nó là một cái bữa ăn ngon chẳng hạn, một cái bữa ăn có rất nhiều món ngon chẳng hạn, hoặc là vì vào buổi tối thì ai đó thường nấu những cái món rất là thịnh soạn như các bạn ha. Tell us about a relative. Các bạn chú ý cho cô nha, bạn nào mà có mail của trường á, thì các bạn vào cái mail của trường nha, đừng có gửi những cái email từ ngoài vào xong rồi cô không có được phép accept những cái email đó đâu nha. Rồi, câu số 5 nào. Tell us about a relative you like spending time with. Các bạn lưu ý cho cô khi mà mình nói đến không phải email của trường á, ý à, ý là email mà trường cấp á, gồm cái mã số sinh viên của em với cái địa chỉ DLU á, tại vì có mấy bạn nãy giờ cứ vào cái mail ngoài á, cứ 2 phút mà vô một lần, sao mà cô accept cho hết hả? Rồi, mình trở lại cái chuyện là a relative you like spending time with ha. Tức là khi mà mình nói đến một relative, một người họ hàng thì các bạn có thể nói đến ai? À, có thể nói đến ông bà cha mẹ anh chị em cô dì chú bác, hoặc là anh em họ chị em họ gì của mình hết cũng được ha. Tức là relatives thì nó sẽ bao gồm những cái người thân của mình ha. Ok rồi, thì em cái này thì thường vì nó là câu ở trong cái phần số 1 đó các bạn, cho nên là mình chỉ trả lời tầm khoảng 2 3 câu là đủ thôi nha, chứ còn mình đừng có ngồi mình nói dài dòng. Oh, let me tell you about my mom. Rồi, she 40 years old, hoặc là she work as gì đó là ok rồi. Chứ còn đừng có nói là oh, she loves spending time taking care of the
whole family rồi này kia thôi các bạn ha, thì cái câu trả lời của mình nó bị quá dài mà các bạn chỉ cần nói đơn giản là I love talking about my, ví dụ như em thích nói về ai, về my mom chẳng hạn, vì mẹ là người gần gũi nhất với em vậy thôi. Rồi xong em có thể nói là mẹ bao nhiêu tuổi rồi, làm gì rồi, ok rồi ha, không cần phải nói thêm nữa đâu. Rồi, who is your favorite actors and why? Ai là cái diễn viên yêu thích nhất, diễn viên nam yêu thích nhất của em nha, và tại sao là như vậy? Rồi em nói là diễn viên yêu thích nhất của em là somebody, em thích đó ha. I love, hoặc là my favorite actors is đó, thì mình có thể dùng luôn cái câu là, ví dụ em nói là my favorite actors is là ai đó ha, as vì sao, hoặc là because he's so handsome chẳng hạn, bởi vì anh ấy rất là đẹp trai, hoặc là các bạn thích ai đó thì có thể nói là tại vì ảnh diễn hay, hoặc là ảnh hát hay hay gì đó ha. Rồi, what do you like about the area where you live and why? Các bạn thích gì về cái khu vực nơi mà các bạn đang sống và tại sao lại như vậy? Thì các bạn nói là ví dụ các bạn có thể thích về một cái specific place nào đó, ví dụ như là một nơi nào đó ở trong cái town của mình ha, ví dụ như là em thích ở Hồ Xuân Hương, hoặc là em thích một cái local town ở chỗ em, hoặc là em thích cái núi nào đó ở chỗ em chẳng hạn, hoặc là em thích cái park, một cái công viên nào đó chỗ em chẳng hạn, hoặc là em có thể thích cái gì, thích cái people ở chỗ của em, tại vì người ở cái chỗ mà em ở rất là hiếu khách, hoặc là rất là niềm nở chẳng hạn, hoặc là em có thể thích cái không khí ha, em có thể thích cái cảnh quan, rất là nhiều thứ để mình thích thì mình có thể đề cập ra. Mình không phải trả lời theo đúng cái mà mình thích đâu, mà các bạn nghĩ được cái từ nào thì các bạn nói cái từ đó thôi ha. Rồi, và tại sao, sao lại thích như vậy ha. Rồi, và câu cuối cùng, tell us about the people you like visiting. Các bạn hãy nói về những cái người mà các bạn thích đi thăm viếng ha. Mình đi thích đi thăm ai đó thì mình nói em rất là thích đi thăm bạn gái của em, hoặc là bạn trai của em chẳng hạn ha, tại vì gì, tụi em live far away from each other, so we meet each other so much, right? So she hoặc là he's the one that I love visiting every weekends, hoặc là every month gì đó các bạn ha. Thì mình nói những cái gì gần gũi với mình thôi, hoặc là em thích đi thăm grandparents, hoặc là mother father, hoặc là brother, hoặc là sister gì đó ha. Vì sao em thích đi thăm, tại vì là sao, em có thể dành thời gian để nói chuyện với họ ha, hoặc là để tham gia một số những cái outdoors activities nào đó với họ chẳng hạn đó, thì đó là những cái idea hoặc là những cái cấu trúc mà em sẽ sử dụng đúng không? Đó. Rồi bây giờ các bạn thử nghĩ cho cô một số những cái câu trả lời của các bạn xem là các bạn sẽ trả lời như thế nào, chọn cho cô 4 câu ở trong này để trả lời là được rồi nha. Ok, cô cho các bạn 5 phút ha. Nào. Còn các bạn không hả, không là mất cơ hội nha. Ok, nếu mà không có bạn nào xung phong, cô chuyển qua phần số 2 nha. Rồi đây là một cái bức tranh ở phần số 2 ha các bạn ha. Ở phần số 2 các bạn biết rồi đó là mình phải làm gì? Mình tả hai cái, mỗi bạn sẽ miêu tả một cái bức tranh nha các bạn nha. Đó. Và đây là cái bức tranh mà các bạn có thể để mô tả. Nhớ là cái cách của mình là sao các bạn? Đầu tiên các bạn đưa ra cái summary, cái step 1, cái bước 1 đó là mình đưa ra cái summary của cái picture. Ví dụ các bạn nói là
Oh, this picture show, hoặc là in this picture I can see gì đó, hoặc là this is a picture of. Nhớ là tóm tắt nội dung của cái tranh ha, và sau đó thì các bạn mới mô tả những cái details, những cái chi tiết ở trong tranh. Ví dụ như là các bạn thấy những cái người này họ đang làm cái gì, ở đâu rồi, như thế nào, và theo các bạn thì tại sao họ làm như vậy. Và khi mà mình nhìn vào cái tranh thì theo các bạn là với những cái biểu cảm như vậy thì họ đang cảm thấy như thế nào ha. Đó. Và các bạn nhớ là mình nên sử dụng một số những cái cấu trúc dự đoán, ví dụ như là oh, I suppose, em cho rằng chẳng hạn, hoặc là I guess, em đoán rằng họ đang làm cái gì đó. Thì các bạn lật lại cái phần bài hôm trước về những cái cấu trúc mà mình thường dùng cho cái bài mô tả tranh này nha. Rồi, các bạn thử mô tả thử xem nha. Và thường thì lúc thi đó thì các bạn sẽ không có thời gian để mình chuẩn bị đâu, mình nhìn cái tranh nào mình nói cái đó, nên nên là các bạn cứ tập dần cho quen ha, theo những cái bước như vậy thì sau này đối với bất kỳ một cái bài nào các bạn cũng làm được hết ha. Đó. Thì những cái nội dung chính trong bài này thì theo các bạn thấy là họ đang ăn cái gì các bạn? Having gì đó, hoặc là eating gì? Những người này đang eating gì các bạn? Pizza, đúng không? Đúng rồi, eating pizza với những cái topping nào các bạn thấy không? Không, nếu mà không thấy thì mình có thể nói là different topping, like, hoặc là ví dụ như là mình thấy có cheese thì mình nói có cheese ở trong đó, đúng không? Rồi, có gì nữa các bạn? Cái gì đó ha. Rồi, những người này già hay trẻ, họ đang mặc quần áo như thế nào ha? Rồi cái biểu cảm trên mặt của họ như thế nào, và nhớ thì có một hoặc vài câu nào đó các bạn sử dụng cho cô những cái giới từ chỉ về gì các bạn, place, nơi chốn ha, ví dụ như là on the table, in front of them chẳng hạn, I can see a lot of pizza with different kinds of toppings and there are also different kinds of drinks too, maybe I think is maybe beers or soft drinks chẳng hạn ha, em nghĩ đó có thể là bia hoặc là nước ngọt gì đó, đúng không? Thì các bạn cũng có sử dụng là on the table đó, trên cái bàn rồi, đúng không? Đó. Rồi mình có thể mô tả những cái người ở trong tranh đó, nhớ nha. Rồi rồi đây là một cái bức tranh số 2 nha các bạn nha, đây là một cái bức tranh số 2 đây. Đó. Và cái tranh này quan cái nội dung chính của nó là cái gì các bạn? This picture show a group of young people using technological devices. Ok, sử dụng cái gì các bạn? Sử dụng những cái gì? Thiết bị công nghệ, ví dụ như là gì? Tablet, hoặc là các bạn có thể nói là iPad cũng được, hoặc là laptop ha, và mobile phone này kia ha. Đó thì đây là cái bức tranh số 2. Rồi sau đó thì các bạn có thể tả từng cái người trong tranh, ví dụ như là on the left hay on the right of the picture gì đó, là một cô gái như thế nào đó ha. Next to her is two guy who also gì các bạn, got beard nè ha, looks như thế nào, handsome hay là ugly, mặc đồ như thế nào ha, và đang cầm cái gì ở trong tay. Rồi bên cạnh kia thì hai cô gái như thế nào, tóc ngắn hay tóc dài, đang mặc cái gì đó chẳng hạn. Rồi theo em cái feelings của những người này như thế nào, cái vị trí mà những cái người này, ví dụ như là ô em nghĩ rằng họ đang ở trong gì các bạn, họ đang ở ở trong trường, ở trong cái campus của họ chẳng hạn, vì em thấy phía sau là một cái gì, brick wall, em có thể thấy là một cái tường gạch chẳng hạn, có thể họ đang ngồi cạnh một cái buildings nào đó ha. Rồi đây cô sẽ chiếu lại cái tranh số 1 cho bạn Đạt coi ha. Rồi đợi cô chút xíu. Đúng rồi Quang, hôm nay là buổi cuối đó, đây là cái tranh số 1 nha em nha. Đây đây tranh số 1 thôi Đạt ha. Rồi bây giờ các bạn là dành thời gian cho cô ha, để mình tả hai cái tranh này. Các bạn có thể chọn một trong hai bức tranh này để tả, rồi sau đó thì các bạn nói thử cho cô nghe rồi cô sửa bài cho các bạn nha. Rồi hai hai cái bức tranh thì cho mỗi mỗi bức là cho tầm 7 phút nha.
Nhớ là chuẩn bị đâu khoảng chừng 2 phút 3 phút thôi, rồi thời gian còn lại các bạn thử tập nói thử nha. Và khi mà mình tập nói một mình thì mình cố gắng mình nhờ các bạn xét cái thời gian dùm cho cô nha, từ 1 phút cho đến khoảng 2 phút nha. Nhưng mà nếu mà tốt nhất thì trong vòng 1 phút thôi. Và các bạn nhớ là mình cứ cố gắng mình nói liên tục như vậy, khi nào hết giờ thì giám khảo tự dừng các bạn lại, chứ các bạn đừng có nghĩ là chết cha rồi mình nói 30 mấy giây rồi hay là 50 mấy giây rồi mình phải dừng lại thôi, đừng có vậy nha. Cứ tiếp tục nói khi nào đồng hồ reo hoặc là khi nào tự giám khảo dừng các bạn lại là ok nha. Ok, so 7 minutes to prepare for two pictures, right? I'm woman. When I see the picture, I Yes, think good. sao cô? Nói tiếp đi em, nói tiếp đi. When I see the picture, I think they are caricature. They are talking about sometimes something that seem to be very fun together. They are eating pizza. The picture makes me on the table. There are many pieces of pizza. When I see the picture, I think they are having Mary what I ties a see. bit of him. Yeah. Còn That's đó. Nói tiếp đi em. Ok rồi, nhưng mà ấy là many ties of pizza ha, với lại là có thêm gì nè em? Có nhiều cái ties của gì nữa? Soft drinks nữa ha. Maybe a beer or Coca-Cola, things like that, right? Rồi ví dụ tại vì em nói chưa có đến tới 1 phút cho nên là em có thể dành thêm thời gian để em mô tả về những cái trang phục mà những người này họ mặc nè, hoặc là em nói chung về cái độ tuổi của họ, có họ già hay là trẻ ha. Ok. Yeah, and every other thing he get. Rồi còn lại những cái thông tin kia thì rất là tốt rồi ha, đạt ha. Ok, thank you. Rồi có bạn nào chuẩn bị cái hình thứ hai không các bạn, về hình những cái người đang using technological devices nè. Alo, chào các bạn, lớp mình có ai chuẩn bị bài này không? Mới làm một hình, ý ý cô là kêu chọn một trong hai á, thì hồi nãy có bạn nào chọn cái hình mà đang sử dụng xem thử nha. Rồi. Rồi còn cái câu mà Đạt hỏi riêng cô thì cô đang nhắn rồi ha, đó. Rồi ví dụ cô Thu cái nào. Thu Hương đúng không em? Ok. In this picture too thì mình không cần nói in this picture too đâu nha. Lúc mà đi thi thì các bạn nói là in the pictures hoặc là in this pictures I can see two boys and three girls sitting together. Không, cái nội dung của nó looks like they are sitting outside the classroom cũng được. They are all wearing jeans, t-shirts and wearing sports shoes. And they look very comfortable. Sửa lại dùng cô chỗ thay vì looking sẽ là they look very comfortable. It could be a weekend because they look very relaxed, right? Ồ, vậy vậy thì cái ý comfortable của em là đang nói đến là những cái trang phục họ mặc, hay là em muốn nói đến cái tâm trạng của họ vậy Hương ha? Some are playing on their phones and are discussing something with they are discussing something. Được rồi, em bỏ cái cụm từ with each other đi ha. Others are discussing something. Ngoài phone thì họ còn sử dụng cái gì nữa không em? Có gì nữa? Có tablet rồi có laptop nữa ha, thì mình có thể thêm vào. And when I see the pictures, I really want to hurry up to the weekend. No, I really want the weekend to come soon, chẳng hạn ha. I really want the weekend to come soon, hoặc là I really look forward to the weekend ha. So I can have coffee or go to the movie with some friends. Cái này thì không có. Ok, rồi rồi. Cũng được, nhưng mà cô không biết là lúc em trình bày thì nó có được tầm
khoảng từ 1 phút đổ lên không ha? À, em nói trang phục hả? Ok. Vậy thì they all wearing jeans, t-shirt and wearing sports shoes. Ok. Rồi vậy thì em sửa lại cái câu đó ha. They are wearing jean t-shirts and wearing sports. So they must be very comfortable ha. They must be very comfortable. Tức là vì họ đang mặc những cái đồ quần áo đó đúng không? Cho nên là em nghĩ họ cảm thấy rất là thoải mái. Thì em thay nó thế nó bằng một cái mệnh đề nha. So they must be very comfortable. Okay. Yeah. Good. À, như vậy thì bài của bạn Hương ở đây thì cũng nêu được hết những cái hầu hết những cái chi tiết mà các bạn thấy có ở trong tranh, nhưng mà cô sợ là nếu mà em nói chừng này mà mới cái thì có thể là nó sẽ trong vòng 1 phút á em, thì nó sẽ bị thiếu cái thông tin á, thì có thể em đề cập thêm là những người này họ đang sử dụng laptop, hay rồi em có thể mô tả thêm về cái độ tuổi của họ như thế nào ha, nha. Ok. Thank you. Now let's come to part 3. Now give me some information about part 3 that you still remember. Cho cô thử một số những cái thông tin về phần số 3 mà các bạn đã biết rồi nào. Bây giờ vậy thì phần số 3 mình làm gì trong đó các bạn? Hả? Lại cái thông tin ở đây nha các bạn nha. Đạt ơi, nếu mà em muốn nói áng chừng tuổi thì em có thể sử dụng từ about hoặc là từ approximately trước cái tuổi ha. Ví dụ em nói là khoảng 18 tuổi thì em nói là he's about 18 years old, chẳng hạn anh ta khoảng tầm 18 tuổi nha. Thì maybe at the age of 18 có thể là khoảng 18 tuổi, kiểu như vậy nha. Rồi, mình trở lại cái phần số 3 của mình ha. Thì mình sẽ có một cái tình huống. Your aunt and uncles are planning a special holiday. They want to go somewhere they have never been before. They want to relax and try new things. Here are some possible holiday they could go on. Let's talk together about the holiday. Then decide which one could be most suitable for people who want to relax and try new things. Rồi như vậy cái tình huống của mình đó là gì các bạn? Cô với lại chú của các bạn thì đang lên kế hoạch cho một cái kỳ nghỉ rất là đặc biệt ha. Và cô chú các bạn thì muốn đi đâu các bạn? Muốn đi đến một nơi nào đó mà họ chưa từng đi trước đây. Họ muốn được thư giãn và cũng muốn gì? Khám phá hoặc là thử nghiệm những cái điều mới mẻ. Here are some possible holiday they could go on. Đây là một số những cái kỳ nghỉ mà họ có thể đi nha. Các bạn hãy nói về những cái loại kỳ nghỉ khác nhau như thế này, và sau đó các bạn sẽ quyết định xem ha là cái kỳ nghỉ nào phù hợp nhất với những cái người mà muốn thư giãn, nghỉ ngơi và cùng muốn như các bạn thử nghiệm những cái điều mới mẻ ha các bạn ha. Rồi như vậy thì các bạn nhìn vào cái bức tranh này trước nha, và sau đó thì các bạn sẽ gọi tên cho cô những cái activity hoặc là những cái loại tour khác, loại holiday khác nhau mà các bạn thấy ở trên này nha. Ok. Rồi. 3 phút nha để suy nghĩ về những cái hoạt động mà các bạn thấy trong cái tranh này ha. Nè. Vừa gây ra những cái hoạt động mà các bạn thấy ở trong tranh nha. Nhiệm vụ của các bạn đó là các bạn sẽ vận dụng những cái useful language mà mình đã học ở trong những cái bài trước ha. Sau đó thì các bạn là mình thử làm mình chọn một cái partner nào đó mà cùng gần gần tên với mình mà có khả năng thi cùng phòng với mình đó nha. Mình tập nói trước đi. Và cái thời gian mà cho mỗi bài nói của các bạn là tầm khoảng 3 phút nha. Ok. Rồi như vậy thì bài này cô sẽ cho các bạn tầm 15 phút để các bạn chuẩn bị ha. Để nha.
Xong rồi thì nói cô nghe xem thử được chưa nào các bạn. Các bạn chuẩn bị xong chưa? Rồi cái chủ đề của mình sẽ có phần 3 đó các bạn. Thì hồi nãy mình có chủ đề về holiday cho nên là cái câu hỏi phần 4 nó cũng sẽ nó sẽ xoay xung quanh cái chủ đề về holiday luôn các bạn ha. Thì các bạn nhớ là ở phần 4 nó sẽ có hai hình thức thi nha. Một hình thức đó là cô hỏi các bạn hai cái câu giống nhau ha, hỏi cùng hai bạn hai câu giống nhau luôn và các bạn bắt buộc mình phải gọi là gì discuss với nhau, mình thảo luận với nhau, tức là mình làm sao mình đưa ra cái ý kiến của mình xong rồi mình hỏi bạn là how about you hoặc là what you think about it hoặc là do you agree with me gì đó ha, thì nó sẽ là dạng của cái phần số 4 như này, dạng thứ nhất. Còn dạng thứ hai phần số 4 tức là mỗi bạn cô sẽ hỏi mỗi bạn hai câu khác nhau nha các bạn nha. Đương nhiên là nó cũng là cùng chủ đề holiday nhưng mỗi bạn hai câu khác nhau ha. Đó. Nó hai cách như vậy thì tùy cái tình hình thi thì có thể áp dụng một trong hai cách đó nha các bạn nha. What do you usually do on your holiday? Các bạn thường làm gì vào cái kỳ nghỉ của mình ha? Ví dụ bạn thì đi bơi, bạn thì đi cắm trại hoặc là bạn thì đi ra biển chơi hoặc là đi bộ dọc bờ biển gì đó ha, thì các bạn cứ nói cái ý của mình. Do you want to try a different kind of holiday? Why not? Ví dụ bình thường các bạn hay đi biển chơi rồi, bây giờ các bạn có muốn thử một cái loại hình một cái loại kỳ nghỉ khác hay không? Ví dụ như là các bạn đi lên núi chơi hoặc là các bạn có thể đi một cái tour city tour nào đó chẳng hạn ha. Rồi lý do tại sao? Rồi, do you think holiday should be relaxing or exciting? Rồi, theo các bạn thì những cái kỳ nghỉ nó nên là dành để nghỉ dưỡng, nghỉ ngơi thôi hay là nó phải bao gồm cả những cái hoạt động khá là sôi động ở trong đó nữa ha? Ví dụ như là các bạn muốn đi camping hoặc là các bạn tham gia vào những cái extreme holiday, ví dụ như là trong đó có bungee jumping nè hoặc là skydiving gì đó ha, hoặc là mountain skiing, thì đó là những cái dạng thể thao dạng kỳ nghỉ mà nó exciting. Còn dạng relaxing thì ví dụ mình đến nó để nghỉ dưỡng thôi các bạn nha. What's your ideas of a perfect holiday? Thì cái perfect holiday lưu ý cái câu cuối giùm cô, tại vì các bạn đang nói về một cái điều giả tưởng nha, cho nên là cái loại động từ các bạn sẽ sử dụng là would kết hợp với verb infinitive, infinitive đúng không các bạn? Nhớ ví dụ như là my cô ví dụ một câu thôi nha. My perfect holiday would be at Paris, right? Would be as Paris with ví dụ như là with my girlfriend chẳng hạn nha các bạn nha. Đó thì cô ví dụ như vậy thì các bạn để ý giùm cho cô nha, đó là khi nào mà mình nói là cái perfect cái gì, ví dụ perfect house, perfect job này kia thì đó, cái gì mà hoàn hảo thì nó sẽ ở hình thức là dạng đưa ra một cái giả định đó, thì mình sử dụng would kết hợp với verb be infinitive. Cụ thể ở đây cô sử dụng would be đó các bạn nha. Rồi các bạn có câu hỏi gì về phần số 4 không? Trước khi cô quay lại cái phần số 2 với phần số 1 cho bạn Tường xem lại nè. Ok, cô sẽ bật lại cái phần số 2 cho bạn Tường xem lại nha. Đây. Phần này là cái tranh em ha, đây là cái tranh số số 2. Được không? Tốt nhất thì nên chụp hình lại đi nha Tường nha. Thì hồi nãy ở trong cái phần chat box các bạn cũng có làm mẫu sẵn rồi đó em ha. Rồi còn đây là cái tranh số 1 ha các bạn ha. Đây là cái tranh số 1. Tức là mỗi bạn sẽ phải mô tả một cái tranh trong vòng 1 phút ha.
Đó là cái tranh và đây là cái phần số 1 em ha. Đó, phần số 1 thì nó sẽ có những cái câu hỏi như vậy nha Tường nha. Ok. Rồi để cô với các bạn coi cái phần bài số 3 mà bạn Đạt làm nè. Your and uncle, your and uncle, cái này sửa lại nha, tại vì cái đề bài của em là your cho nên là em muốn nói đó là cái tình huống của em đổi lại thành cái tính từ chỉ sở hữu là my của tôi giùm cô ha. My and uncle are planning a special holiday. What do you think? Go on the safari. What do you think they should go on a safari em ha? Cái thêm cho cô cái chủ ngữ vào what do you think they should go on a safari. Còn không thì what do you think about going on ha? Tôi sửa lại cho nhanh nè. Rồi câu A ha, ở đây sửa lại một đầu tiên là what do you think. What you think about? Mình nên lòng vào cái ý đó là họ muốn sao em? They want to relax and try new things. Huh? So what do you think about going on a holiday? Rồi em nghĩ về going on a safari. Safari tức là cái công viên bán hoang dã các bạn ha, chỗ mà có nuôi thú nhưng mà vẫn dạng hình thức là bảo tồn nó nha. What do you think about going on a safari? Right. Rồi right. B, I think cái gì đây em? Hunting á. Because it's very easy to be attacked by wild animal and dangerous to life when using weapon. No. Cái này em bị hiểu nhầm cái ý rồi nha. Safari tức là em có từng đi những cái safari ở Phú Quốc hoặc là safari ở Nha Trang chưa hà, hoặc là em có xem những cái chương trình mà nó chiếu những cái safari ở châu Phi á thì thường lắm animals thì ở ngoài ha, cái môi trường bán hoang dã của nó các bạn ha, còn khi đó là mình ở trong một cái xe rồi cho nên là hoàn toàn là an toàn ha. Đó mình coi là em chỉ cần nói là oh I think it's quite dangerous, they can ha. Em sử dụng đừng có dùng it is very easy thì nó không đúng lắm, mà em có thể sửa lại bằng từ can. They can be attacked by wild animal. Được rồi, chứ còn không có sử dụng weapon gì ở trong đó hết nha. Okay. How about going kite flying at the beach? That's much more relaxing chẳng hạn. Yes, that's a good idea. While flying the kite, we không dùng we được em ơi, anh phải sử dụng cái đại từ they nha. They will feel happy, they can relax their mind nha các bạn. Relax được rồi, không cần có thêm my mind nữa đâu. And making eyeless tired. Relax là được rồi nha. Feel happy and they will feel happier and also they can relax là được. What do you think about? Hoặc là hồi nãy what do you think about rồi thì mình hỏi là I think they should go how about chẳng hạn. Going camping on holiday. Sorry but I don't think so because so the weather forecast is was for the forecast it was không được em ha. Cái chỗ này nếu mà em đã so cái weather forecast rồi thì bên xem ở bên kia xem là nó người ta forecast thì nó sẽ như thế nào thì sử dụng cái thì khác nha. Sorry but I don't think so. Think chữ K cuối cùng nha. So because I saw the weather it was cloudy. Ủa hai câu này giống nhau hả? So it was cloudy, the possibilities of rain were very high. That about hiking. Hiking ở the mountain thì cũng giống như là đi cắm trại thôi mà em, tại vì nó ở ngoài trời hết mà. Đây, no, the weather is very bad. We should not climb the mountain. Maybe we should go skiing. You always drink. Okay. Let it side on. Ok, rồi.
Cơ bản là em biết cái cách làm bài rồi ha, cái mở đầu cũng tạm được rồi, nhưng mà nhớ sử dụng lại cho cô những cái tính từ chỉ sự sở hữu cũng như là những cái đại từ cho nó phù hợp nha Đạt nha. Rồi với lại là mình có thể sử dụng những cái ý nào đó, ví dụ nghe nó đơn giản hơn chút xíu là được rồi, chứ mình không cần phải suy nghĩ phức tạp quá xong rồi mình diễn đạt nó không có được trọn vẹn cái ý á, em ha. Đó. Okay, thank you very much. So, you have any question on the format of the exam or any other question that regarding to the exam? Các bạn có câu hỏi gì nữa không các bạn? Các Dạ bạn có cô, câu hỏi gì nữa không? cho em hỏi xíu là trước khi thi khoảng bao nhiêu ngày mình sẽ có cái danh sách phòng thi với cô để biết để mình còn bắt cặp bạn á. À, trước khi thi hả, để cô từ từ đợi cô xíu nha, cô hỏi cô Khanh thử coi nha. Cho cái này cô thường thường thì cô thấy là dán cái ngày đợt trước cái lúc mà mình còn thi tập trung á em, thì lúc đó là mình vừa học xong đúng không, là một tuần sau là thi, thì trước đó là cái buổi học cuối cùng là đã có danh sách rồi em, tức là trước tầm một tuần lận á. Nhưng mà nếu mà em coi cái bạn nào mà ví dụ như em tên chính đúng không, ví dụ em tìm mấy bạn nào ví dụ như là tên Cường hoặc là tên Cương gì đó, rồi em bắt cặp với bạn ok, Dạ rồi, em cảm ơn cô. tức là mấy bạn gần gần nhau á, thì hay thi chung phòng với nhau. Rồi bạn Liên khó quá cô ơi, khó thì phải tập cho em, cái này nói quen thôi, còn cái kỹ thuật làm bài thì cô đã dạy các bạn nữa, cái bài nào cái kỹ thuật nói nó cũng tương tự như vậy, cái cấu trúc cô cũng cho các bạn làm rồi, các bạn cứ tập miết là quen thôi ha, giống như là các bạn cứ ngày nào các bạn cũng hello hello, bây giờ các bạn đi đâu các bạn vẫn hello được đúng không. Bạn Tâm cô ơi, phần mô tả tranh có như trong hình không ạ? Có thể có thêm tranh nữa em thôi, chứ không phải là giống toàn bộ những cái tranh ở đây, mà sẽ có những cái tranh khác nữa ha bạn Tâm ha. Là thi thì ví dụ như là ở trong này cô cho cái ở đây ví dụ như là có 5 cặp tranh chẳng hạn, thì lúc thi thì các bạn sẽ có 8 cặp 10 cặp kiểu vậy nha các bạn. Part 4 Hạ Duyên, rồi đợi cô một chút xíu nha. Đây. Part 4 của cái bài này thì nó như vậy thôi nha Duyên nha. Còn những cái bài khác ví dụ như là phần 3 em nói về cái chủ đề nào rồi thì phần 4 em sẽ nói về cái chủ đề tương tự ha. Ví dụ như là phần 3 nó về chủ đề là sport chẳng hạn, thì phần 4 thì cái câu hỏi của nó cũng xoay quanh chủ đề về sport, hoặc là phần 3 về hobbies, rồi số 4 cũng sẽ là về hobbies xem ha. Có bao nhiêu bức tranh cho mình chuẩn bị để miêu tả phần 2? Ở phần 2 em thì thường là mỗi bạn có một tranh nha em nha, mỗi bạn thì phải chỉ cần tả một tranh thôi là được. Rồi, muốn bắt cặp với mình không? Hương bắt cặp với Đạt có thấy chắc ok nè Hương nè, tại vì cái vần nó cũng không xa nhau lắm, nó tốt nhất là các bạn nên coi cái danh sách thi á ha, xong rồi cái mình chịu khó là mình bắt cặp xong mình tập trước với các bạn thì nó sẽ quen hơn, với lại là các bạn quen với lại cái giọng rồi với lại cái cách mà bạn mình diễn đạt á, thì lúc mà bạn nói á các bạn mới dễ hiểu hơn ha. Đợt này cô cũng không biết là có thi online không nữa, nhưng mà mình cứ đợi thông báo từ trung tâm ha. Các bạn Uyên có vội không hay là để thi đợt thi trực tiếp?
vậy để cô hỏi cô Khanh thử rồi cô trả lời lại Uyên nha.